Chào các bạn, mình tên là Lê Thị Thùy Trang, năm nay mình 21 tuổi. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy piano, organ, guitar tại nhà. Bây giờ mình muốn đi du học Mỹ để dạy ở các trung tâm nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh để có mức lương cao hơn và vị trí cao hơn và đã nhận được visa. Cho nên cảm giác của mình rất là sung sướng, hạnh phúc. Nay mình có một vài lời khuyên dành cho các bạn trước khi đi phỏng vấn. Trước tiên là chuẩn bị tinh thần thật thoải mái, tự tin. Cứ vô phỏng vấn là cứ cười và nói thật là to thì người ta sẽ cảm thấy mình tự tin và nói thật, và người ta nghe được và người ta sẽ cho đi. Trước khi phỏng vấn là mình sẽ được học một khóa với anh Bảo Anh. Sau khi mình học xong khóa anh Bảo Anh là mình cảm thấy rất là tự tin, khởi và muốn phỏng vấn ngay lúc đó luôn. Qua Mỹ mình sẽ học trường âm nhạc tại Richland College, sau đó mình học đại học về chương trình khóa học của mình là 5 năm. Qua đó mình học tiếng Anh tại trường ELS Language Center 1 năm, sau đó mình học âm nhạc tại trường Richland College, rồi mình sẽ lên đại học là tổng cộng 4 năm, là mình học hết các khóa là 5 năm. Mình được các chị giúp đỡ rất là tận tình, cái gì không hiểu hay gì là các chị chỉ cho mình chi tiết. Trước khi đi phỏng vấn mình rất là lo lắng tại tiếng Anh của mình không được tốt và hồ sơ cũng không được đẹp cho lắm, cho nên mình rất là sợ phỏng vấn. Nhưng mà sau khi được các chị và các anh ở trung tâm tư vấn cho mình và mình đã đủ tự tin để đi phỏng vấn. Lần đầu tiên mình lên là mình được gặp chị Thúy, và chị Thúy làm tất cả hồ sơ cho mình. Mình học ăn khôi được 3 buổi là soạn ra tất cả các tiếng Việt, rồi soạn kỹ, rồi các chị kiểm tra lại, sau đó mình dịch sang tiếng Anh rồi đưa cho các chị test lại một lần nữa. Và rồi mình học, chị học vỏn vẹn ở trong 30 câu mà công ty đã đưa. Học với anh Bảo Anh thì anh tóm tắt lại 30 câu hỏi trong vòng 6 câu, cho nên các bạn cứ chuẩn bị kỹ 6 câu mà anh Bảo Anh đã dạy, rồi anh dạy cho mình cách khi vô gặp lãnh sự như thế nào, trả lời làm sao. Và mình học xong là mình đủ tự tin để mình đi phỏng vấn. Em biết được công ty Tân Đại Dương qua em gái em đã cũng làm hồ sơ ở đây và đã đi du học trước em được 6 tháng. Và lần này em cũng làm ở đây và em đã được nhận visa. Mình đã nhận được visa rồi và mình khuyên các bạn là hãy cảm thấy tự tin, chuẩn bị sẵn sàng từ bài học đến trang phục trước khi đi phỏng vấn. Chúc các bạn thành công.